Rất vui được gặp lại các quý vị khách hàng trong livestream ngày hôm nay. Và chắc chắn là tôi chưa cần giới thiệu với chắc chắn là mọi người đã nhận ra chị là ai rồi đúng không ạ? Vâng, em chào chị Vân Anh. Vâng thì chị Vân Anh là một diễn viên hài, diễn viên rất là nổi tiếng. Và chắc chắn là mọi người đã xem rất là nhiều clip của chị rồi. Và chị Vân Anh đã từng sử dụng dịch vụ Hair Shock và phun mưa phủ sương 3D tại DK. Và ngày hôm nay tính đến thời điểm này là mình đã được 2 tháng rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì chị Vân Anh có thể chia sẻ cái cảm xúc và cái cảm nhận của chị sau khi mà sử dụng xong dịch vụ tại DK sau 2 tháng thì mình thấy cái sản phẩm lông mày và môi của mình thế nào ạ chị? Cho chị nói về môi trước nhé. Dạ. Vì chị mới làm môi ở DK là lần đầu tiên, nhưng mà thực sự là chị cũng không muốn dặm lại nữa. Vâng. Em đây là cái lý do của chị, vì lần đầu tiên chị đã thấy đẹp và ưng lắm rồi. Cái vâng. màu môi này dạ. nó lên đúng cái màu mà chị thích. Vâng. Nên là chị cũng sẽ không dặm lại nữa đâu. Đẹp lắm, đẹp lắm rồi. Vâng. Và đến cái phần lông mày thì khi mà mình làm lần đầu tiên dạ. thì cái form chị rất ưng, nhưng mà có một vài sợi đằng sau đuôi, vì là da chị là da dầu, thế cho nên là nó cũng không được một cái rõ nét ở đằng sau đuôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì người ta vẫn nói là phải dặm lại thì nó mới được hoàn hảo, thì ngày hôm nay chị quay lại đây và dặm lại lông mày. Hôm nay chị soi gương là thấy rất là ưng. Dạ vâng. Chị ưng lắm rồi. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay thì khi mà chị Vân Anh qua thì chuyên gia của chúng tôi cũng kiểm tra cái tình trạng lông mày của chị Vân Anh. Thì ở những cái lần đầu tiên thì Master Morning Vương chỉ xử lý qua, tức là tùy theo cái sở thích của các chị em. Lần đầu thì chỉ là một cái khung trước thôi đó, rồi sau đó lần hai nếu như các chị em mà có rất nhiều khách thì muốn nhạt, nhưng có những khách muốn đậm hơn thì lúc đó thì chuyên gia của DK sẽ chỉnh sửa ạ. Vâng, và như chúng ta có thể thấy thì em xin mời máy quay sát hơn để có thể nhìn thấy được cái cặp môi của chị Vân Anh nhá. Như mọi người có thể thấy thì môi lên màu rất là trong và tự nhiên. Và không biết là lần trước chị Vân Anh đã chọn cho mình màu môi gì đấy ạ? Chị chọn màu hồng baby, hơi pha cam một chút xíu. Vâng, vì như chúng ta có thể thấy nước da của chị Vân Anh rất là trắng, cho nên là chị đã lựa chọn cho mình màu hồng baby để nhìn trông trẻ trung hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì với cái xu hướng tông cam tại DK thì giúp cho cái làn da của chị càng trắng hơn. Hôm đó thì chị định là màu hồng baby thôi, nhưng mà bạn Quyên nhìn cái màu da của chị, bạn Quyên nói là chị phải thêm một chút xíu màu cam nữa mới đẹp. Và hôm nay chị bong ra, đúng là chị thấy đẹp thật. Mà theo đến lông mày thì hôm nay chúng ta có thể thấy cái tình trạng da của chị Vân Anh rất là mỏng. Ngoài ra thì da của chị lại là da dầu nữa, cho nên là da hơi nhiều một chút xíu, nhưng mà không sao, chuyên gia của chúng tôi đã xử lý cho chị, để dặm lại cho chị cái cặp lông mày để bây giờ chị Vân Anh đã rất là ưng ý rồi. Và như mọi người có thể thấy thì với cái cách sắp sợi siêu tự nhiên thì Master Morning Vương của chúng tôi đã thiết kế cho chị Vân Anh một cái dáng mày rất là phù hợp, thứ nhất là với khuôn mặt của chị, và thứ hai là cũng rất hợp với sở thích của chị đúng không ạ? Vâng, vậy sau khi mà trải nghiệm xong combo dịch vụ tại cây và trải qua cái quá trình thời gian 2 tháng như vậy thì chị có lời gì muốn nhắn nhủ và gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Chị rất cảm ơn đội ngũ của DK, vì nói thật là cái cung cách phục vụ của các em, chị không muốn so sánh cùng so sánh đến những nơi khác, nhưng mà chị nói thật là cái cung cách phục vụ của các em chị ưng, và chị cũng nghĩ rằng là những người đã đến với các em đều có cái suy nghĩ giống chị. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn các em. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Vân Anh rất nhiều. Và thay mặt đội ngũ Team DK thì chúc chị Vân Anh sẽ có một năm mới này tràn đầy sức khỏe và mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp như thế này, và luôn luôn hạnh phúc bên những người thân và gia đình của mình ạ. Dạ vâng, và nếu như các quý khách hàng cũng muốn được xinh đẹp như chị Vân Anh như thế này và rất là tự nhiên nữa, thì các chị em hãy nhanh tay là đặt lịch trước qua fanpage, hoặc là có thể gọi điện đến số hotline 0912310000 để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn cho tất cả các chị em những cái chương trình như là những dịch vụ tại DK nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo ạ. Xin chào.